Ơi, chào mừng mọi người đã đến với Facebook của mình, hay nói đúng hơn là kênh YouTube của bà Hương Vlog. Thì ngày hôm nay mình cũng lâu lắm rồi mình không có quay vlog về mình đi học ở trường. Thì mình thấy mấy bạn yêu cầu rất là nhiều luôn, nên là hôm nay mình sẽ quay cái một ngày đi học của mình ở trường nhân văn nha. Let's go. Ok mọi người, mình đã đến trường. Mình đã đến trường rồi nè. Mà hôm nay mình đi hơi bị trễ nên là trời, cái trường nó vắng tanh đó ơi. Nay trường mình nó có thêm cái IUOFF sinh nhật. Nhìn nó như thế này nhỉ. Đây là bữa sáng của mình, thật là giảm cân. Có luôn hả? Có, bữa tao thấy đồ ăn nhiều lắm.
mà ta chỉ còn ba mấy ngày thôi. Xin tối dưa lưới. Dạ thì là tụi mình hết dưa lưới rồi bạn. Bạn gọi món khác cho mình nha. Hôm bữa tụi mình cũng phải gì? Bữa mình ăn dâu quá. Không. Cái dưa hấu mà. Dâu dầm. Dâu dầm có. Dạ có. Đó mình dâu dầm dâu luôn. Ngon quá. Đó mình một cái mì trộn trứng này. Em một mì trộn xúc xích. Dạ cũng mình là hai dâu dầm dâu luôn. Mì trộn trứng. Đường ở trong đây không quay không nói được rồi tại vì có nhạc mà. Xài cái con đáng chán đời thề luôn. Halloween hả? Này bị thương. Halloween bị thương. Đây, để xem. Không có gì hết. Ủa đó, đi dấu à. Bây giờ mình đang học tiết thứ 2 trong này. Hôm nay thì tụi mình sẽ có nhóm cái thuyết trình. Ở đại học thì nó sẽ như thế nào, học cái gì, có cực khổ hay không? Hơi cực ạ, đồ an toàn, đồ an toàn. Linh Đan có thể nói cho mình biết là đi học đại học khổ như thế nào? Đi học đại học khổ lắm. Sáng ăn chưa ăn tùy ăn. Đi học chỉ là để ăn thôi. Khổ lắm. Khổ lắm. Khổ quá rồi, rất mạnh. Giả chân. Hãy subscribe.
tuổi. Bạn hết. Mẹ tuổi 18. Chẳng 18 tuổi thì có thật. Thì anh biết tuổi thầy bao nhiêu đâu. Đúng. Thì mình đang làm bánh cho thầy. Thầy thì bên trong đang dạy. Là mãi tuổi 18 đó. Người ta không mệt thay. Chừng mà mệt đâu. Mẹ cầm cái này nè. Có xẹp quá. Có xẹp quá. Chụp bức coi thử trước mặt. Thuyết trình xong là tụi mình vô. Đấy, sau như bão táp thì tụi mình đã đến rồi, bạn này mới xuất hiện thôi chứ không phải bạn nào muốn đi mua bánh với mình. Chết rồi, thấp quá. Mượn bé thăm nhìn cái đây. Giữ nha, đừng đuối trên đầu. Bây giờ là đợi thầy xong rồi tụi mình rồi. Sẽ đi vô. Đi vô. Đây nữa. Uống đây rồi. Quá lắm mày. Tương đồng với Crystal. Tại vì coi con người là một. Không phải chứ không phải là những phần kinh nghiệm. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dạ, chào tất cả các bạn. Chương trình có 18 lần với N. Thầy uống đi thầy, uống đi rồi mình thổi nến. Mình cảm ơn thêm nhưng mà thực tế thì chưa có tới. Trong cuốn sách này có để là 12/2/1989. Không phải, đấy là ngày giả. Thiệt thòi quen rồi thầy. Cảm ơn rất nhiều, thầy đến nha. Okay. Thì trong lúc chờ yeah, happy birthday thầy Tường. Yeah. Bây giờ mình sẽ đi cắt bánh. Trời ơi, mình mua bánh ướt người. Thầy Quy nó mầm vào. Nè. Thầy tự em đội mưa. Chứ có muỗng, anh lấy muỗng. Sao lấy muỗng ba? Đang ơi lấy cái muỗng đây đang. Đấy. Các bạn tự lên đi mang cái muỗng này. Cái mặt tao bự quá. Áp lên cái mặt của mày thấy mặt tao bự lắm luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy ai hỏi mình về cũng mà hiểu hết á, có trả lời không thì anh xin. Dạ. Bây giờ hay là mình đi thực tập á, sẽ đến cái cơ sở đó để trải nghiệm thực tế chứ không chỉ học thông qua lý thuyết. GitLab thì đưa ra một hệ thống, ông cho rằng việc đưa ra lựa chọn là một và đó là video một ngày đi học của mình. Hy vọng là các bạn sẽ có những giây phút thật là vui vẻ khi xem video của mình. Đừng quên like và đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Các bạn có thể để lại content muốn mình làm ở video lần sau.